Thưa quý vị, rạng sáng ngày 24 tháng 4 theo giờ Việt Nam, tức chiều ngày 23 tháng 4 theo giờ địa phương, ngay sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Cuba, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Argentina, một trong những đối tác quan trọng của nước ta tại khu vực Mỹ Latin. Tại sân bay quốc tế Ministro Pistarini, thủ đô Buenos Aires, Argentina đã dành nghi lễ trang trọng đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam. Đón Chủ tịch Quốc hội và đoàn về phía Argentina có Thứ trưởng Ngoại giao Cecilia Todesca, Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Argentina-Việt Nam Maria Rosa Martinez. Về phía Việt Nam có Đại sứ Argentina kiêm nhiệm Đông Uruguay Dương Quốc Thanh và cán bộ, nhân viên đại sứ quán. Chuyến thăm chính thức Argentina của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ diễn ra trong bối cảnh hai nước đang tích cực chuẩn bị kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao 25 tháng 10 năm 1973, 25 tháng 10 năm 2023. Argentina là một trong ba nước Mỹ Latin đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam từ trước khi đất nước ta hoàn toàn thống nhất năm 1975 sau Cuba và Chile. Đây là chuyến thăm cấp cao đầu tiên của lãnh đạo Việt Nam đến Argentina kể từ năm 2010, được phía Argentina hết sức kỳ vọng, đánh dấu bước ngoặt đối với sự tăng cường quan hệ đối ngoại giữa hai nước. Ngay trong chiều ngày 23 tháng 4 theo giờ địa phương, sau khi đến Argentina, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tới đặt vòng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công viên mang tên Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ở thủ đô Buenos Aires. Trong không khí trang nghiêm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đã kính cẩn dâng hoa tưởng nhớ đến công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của phong trào giải phóng dân tộc, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam, người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực, người bạn thân thiết của các dân tộc đã và đang đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới. Thưa quý vị, kỳ họp thứ 5 sẽ khai mạc vào ngày 22 tháng 5 và dự kiến bế mạc vào ngày 23 tháng 6. Khác với thông lệ, kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 sẽ được chia làm hai đợt. Đợt 1 từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6, đợt 2 là từ ngày 19 tháng 6 đến ngày 23 tháng 6. Ngoài việc thông qua 8 luật, 2 nghị quyết và cho ý kiến vào 8 luật khác, Quốc hội còn xem xét quyết định công tác nhân sự.